Thưa quý vị và các bạn, báo chí cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, là diễn đàn tin cậy của nhân dân, đồng thời cũng là vũ khí sắc bén bảo vệ cách mạng, bảo vệ lợi ích của nhân dân. 95 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí đã luôn đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh kiên cường của Đảng ta, nhân dân ta vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội. Để ngợi ca tôn vinh nghề báo vốn gian nan vất vả nhưng cũng rất vinh quang và tự hào, đã có nhiều khúc ca lấy hình ảnh những nhà báo, những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng làm chất liệu sáng tác. Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chương trình Thanh âm còn mãi kỳ này, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những lời tâm sự, những khúc ca về niềm tự hào của những người làm báo. 95 năm qua, kể từ ngày báo Thanh niên, tờ báo khởi đầu của nền báo chí cách mạng Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, xuất bản số đầu tiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền báo chí cách mạng đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định được vai trò quan trọng và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Để ngợi ca, tôn vinh ngành nghề vinh quang nhưng cũng nhiều thách thức, trong gai ấy, nhiều ca khúc viết về nghề báo đã ra đời, thể hiện sự đồng cảm sẻ chia mà các nhạc sĩ dành tới những nhà báo, những người thư ký của thời đại, những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Mình hiểu sâu hơn về cái nghề, một cái nghề mà có thể nói là nghề rất là cao cả, đòi hỏi hy sinh về thời gian, thậm chí cả tính mạng. Nhưng bên cạnh đó thì có một tâm hồn rất là đồng cảm với nhân dân, với đất nước. Và chính vì vậy họ lại trở thành một cái biểu tượng rất là cao cả, đồng thời là trở thành một cái chủ đề rất là hay cho những nhạc sĩ. Tôi yêu nghề báo rất nhiều, nhọc nhằn thế nhưng đầy niềm vui. Ca khúc Nghề báo tôi yêu với phần lời của nhà báo nhà thơ Thuận Hữu, phần nhạc của nhạc sĩ An Hiếu vang lên thật gần gũi, dung dị. Đó như lời tự sự nhưng cũng nhắc nhở mỗi nhà báo về tình yêu, niềm đam mê với nghề. Nhà văn Nguyễn Tuân từng nói, nó là cái nghề dùng chữ nghĩa mà sinh sự để sự sinh. Thực tiễn luôn mang tới những thời cơ và vận hội mới nhưng luôn có những khó khăn. Chúng ta tin tưởng rằng đội ngũ những nhà báo hôm nay đã, đang và sẽ mãi là những thư ký của thời đại, bằng những bài báo của mình sẽ để lại dấu ấn đậm sâu trong lòng bạn đọc. Là nhạc sĩ trẻ với nhiều ca khúc viết về đề tài tình yêu và cuộc sống được công chúng đón nhận, Nghề báo tôi yêu lại là một câu chuyện âm nhạc khác mà nhạc sĩ An Hiếu muốn dành tặng cho những nhà báo, những con người mà anh luôn rất trân trọng. Ngay lần đầu tiếp xúc với bài thơ của nhà báo nhà thơ Thuận Hữu, nhạc sĩ An Hiếu đã đồng cảm với tình yêu, sự tự hào cùng niềm quyết tâm lớn lao mà mỗi người làm báo luôn tự trang bị như thứ hành trang quan trọng trên mặt trận tư tưởng hôm nay. Chính vì thế, anh đã chọn sử dụng những giai điệu mượt mà, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng như lời tự tình để thể hiện phần ca từ của ca khúc. Đối với tôi thì cái phần lời thơ này cùng với âm nhạc nó như một sự có duyên. Tôi sử dụng cái chất liệu có thể gọi nó là bán cổ điển. Ca sĩ cái âm vực không quá rộng và tại sao không phải là nhẹ, không phải là cổ điển hẳn mà là bán cổ điển, thì tôi muốn rằng cái góc cách truyền tải nó vừa có đảm bảo được cái sự gọi là sang trọng trong âm nhạc, đừng quá thị trường nhưng đồng thời cũng phải dễ nghe thì người ta sẽ dễ tiếp nhận hơn. Đang gọi ta dăm xa đi tới
mặt trời sáng trong tim dẫn lối soi đường. Dòng thời gian năm tháng đi qua đạn bom, ngòi bút thép xương máu của bao người đi. Lòng nhiệt tình trong ta cháy mãi, cầm trên tay đây trang báo mới. Với phần ca từ gần gũi, nhẹ nhàng cùng thủ pháp âm nhạc hiện đại trong giai điệu, không khó để ca khúc Nghề báo tôi yêu chinh phục trái tim những khán giả là các nhà báo trẻ hay những sinh viên ngành báo chí rất yêu thích. Ca khúc luôn được các bạn tập, thể hiện với rất nhiều tình cảm trân trọng dành cho nghề mà mình đã lựa chọn. Ca khúc Nghề báo tôi yêu là một ca khúc có ca từ rất hay, ý nghĩa và phù hợp với ngành nghề môi trường mà em đang chọn. Mỗi lần nghe ca khúc thì em cảm thấy được như tiếp thêm động lực sẽ trở thành một nhà báo có nhiều đóng góp xã hội và truyền lửa cho những thế hệ mai sau. Lòng dân mong chờ bài tin đến tay từng ngày. Thật cao quý vì tôi là nhà báo Việt Nam. Giai điệu của cái bài hát Nghề báo tôi yêu nó thích hợp với lớp trẻ. Nó như một cái lời tâm sự, như một lời tự sự của người làm nghề về cái công việc của mình và mong muốn cho cái nghề của mình nó đạt tới những cái giá trị nhân văn, những cái giá trị tốt đẹp trong xã hội. Thì quả thực là phải những người rất yêu quý, những người rất hiểu công việc của nhà báo thì mới có thể biến cái đó thành những cái giai điệu đẹp. Nhọc nhằn thế nhưng đầy niềm vui, lòng thấy như mình mang ngờ cùng thời gian bên trang báo thơ. Yêu sao từng đêm không ngủ để ngày mai báo ra thần sớm. Báo dâu nhiều gian khổ là bài ca phấn đấu không ngừng. Từng dòng tin chan chứa bao nhiêu tình yêu, ngồi bút thêm tâm sáng thanh cao đẹp thay. Mình cầm tay dầm xa đi tới, mặt trời sáng trong tim lối soi đường. Dòng thời gian năm tháng băng qua đàn bom, giọt mồ hôi xương máu của bao người đi. Lòng nhiệt tình trong ta cháy mãi, cầm trên tay đây. Nhọc nhằn thế nhưng đầy niềm vui, lòng thấy như mình măng nở cùng thời gian bên trang báo thơ. Yêu sao từng đêm không ngủ để ngày mai báo ra thật sớm.
nghề báo dâu nhiều gian khổ là bài ca phấn đấu không ngừng. Từng dòng tin chan chứa bao nhiêu tình yêu, ngòi buồn thêm tâm sáng thanh cao đẹp thay. Mình cầm tay dăm xa đi tới, mặt trời sáng trong tim dẫn lối soi đường. Dòng thời gian năm tháng băng qua đàn bom, giọt mồ hôi xương máu của bao người đi. Lòng nhiệt tình trong ta cháy mãi, cầm trên tay đây trang báo mới tự hào. Lòng dân mong chờ bài tin đến tay từng ngày, thân cao quý vì tôi là nhà báo Việt Nam. Lòng dân mong chờ bài tin đến tay từng ngày, thân cao quý vì tôi là nhà báo. Và các bạn, kể từ khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ngày 7 tháng 9 năm 1945, 75 năm qua, Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn là cầu nối truyền tải các giá trị tinh thần, văn hóa của người Việt Nam ra thế giới. Sau nhiều năm gắn bó với Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhà báo Tạ Toàn và nhạc sĩ Trần Nhật Dương đã có sáng tác về nghề báo phát thanh với đầy niềm say mê và tự hào, ca khúc Dòng Sông Trên Cao. Làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam như những dòng sông mạnh mẽ chảy suốt chặng đường 75 năm đã qua. Có một dòng sông trên cao, ấm lòng người dân nước Việt, nhịp cầu nối muôn triệu trái tim. Những xúc cảm mạnh mẽ sau hơn 30 năm gắn bó với Đài Tiếng Nói Việt Nam đã được nhà báo, nhà thơ Tạ Toàn, trưởng ban, ban dân tộc VOV4 thể hiện bằng những vần thơ như thế. Tiếp xúc, đồng cảm với tình yêu và niềm tự hào của người đồng nghiệp, nhà báo, nhạc sĩ Trần Nhật Dương, trưởng ban, ban âm nhạc VOV3 đã thêm hồn, thổi nhạc vào những vần thơ, giúp Dòng Sông Trên Cao trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu, dành trọn tình cảm của đội ngũ những biên tập viên, phát thanh viên hôm nay. Đài Tiếng Nói Việt Nam thì đi theo cùng cách mạng, cùng năm tháng, thì thế hệ chúng tôi luôn luôn đau đáu nghĩ một điều là phải làm gì đó để tri ân Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tri ân cái tiếng nói Việt Nam. Và những cái ký ức nó cứ ùa về, nó cứ thế nó tuôn trào trong tôi, những cái cảm xúc như vậy để đưa được vào những cái lời thơ như thế. Khi đọc những cái lời thơ ấy, nó cũng đã gợi mở cho tôi những cái tứ âm nhạc. Đầu tiên ấy, nó rất là hiền hòa, để cảm giác thấy mọi người thấy nó thật sự là rất gần gũi. Thế và sau đấy thì các cái tuyến phát triển giai điệu ấy, càng ngày nó càng bồi đắp dần lên. Trường chi bao máu lửa đàn hồn.
sông trên cao, dòng sông huyền thoại, dòng sông mênh mang chảy tuôn cánh sóng. Ta đi muôn nơi, dòng sông dẫn lối. Dẫu biết rằng làm báo là phải chấp nhận đối mặt với những khó khăn, vất vả, hầu hết những người làm nghề đều chấp nhận dấn thân để cho ra đời những đứa con tinh thần được gửi gắm qua mỗi trang báo. Đó cũng là nghĩa tình của người làm báo đối với bạn đọc. Ca khúc Trang báo nghĩa tình, lời thơ Thuận Hữu, nhạc Đình Thậm như lời tự sự, lời hứa, một lòng hướng về Đảng, phục vụ nhân dân. Đây là tác phẩm nhạc sĩ Đình Thậm phổ nhạc từ lời thơ của nhà báo nhà thơ Thuận Hữu, một người bạn thân thiết của ông. Những thông điệp sâu sắc không mang tính hô hào khẩu hiệu mà tác giả gửi gắm trong đó được gửi nhạc sĩ phổ nhạc chỉ sau một đêm và hoàn thiện trong một tuần. Cho đến nay đã hơn 10 năm, Trang báo nghĩa tình vẫn luôn được vang lên bằng tất cả niềm say mê, tự hào của những người làm báo. Với sự phát triển của công nghệ hiện đại, báo chí đang có những bước cải tiến không ngừng và nhiều loại hình báo chí mới xuất hiện như báo phát thanh, báo điện tử, báo truyền hình. Nhưng đâu đó trong sự hối hả, vội vã của cuộc sống, chúng ta vẫn bắt gặp hình ảnh yên bình, những con người trầm tĩnh, thong thả nhâm ly trà nóng mỗi buổi sáng với tờ báo giấy còn thơm mùi mực in trên tay. Báo giấy vẫn luôn được độc giả yêu quý và nâng niu. Nói cách khác, mỗi bài báo hay, những trang báo đẹp chính là những món quà tri thức mà các nhà báo đã lưu lại trong dòng chảy của lịch sử. Phải chăng bởi vậy mà ca khúc Trang báo nghĩa tình, lời thơ nhà báo nhà thơ Thuận Hữu, nhạc Nguyễn Đình Thậm vẫn luôn được những người làm báo ngân vang bằng tất cả niềm say mê, tự hào. Ca khúc Trang báo nghĩa tình thì luôn luôn đem đến những cái cảm xúc hết sức là đặc biệt đối với những người làm báo chúng tôi. Phải nói rằng cái ca từ cũng như giai điệu của bài hát thì như đang nói lên được cái tiếng lòng của những người làm báo. Trong đó nó có cái niềm trăn trở, suy tư, niềm đam mê và tình yêu dành cho nghề nghiệp. Lời thơ mộc mạc nhưng mà mang tính khái quát rất cao, nói lên cái nỗi vất vả của những đồng nghiệp của nghề báo và nói lên cái lịch sử oai hùng thông qua một cái câu nói về tờ báo của tôi. Bao nhiêu năm qua dưới lá cờ của Đảng, trang báo ấm nồng nghĩa Đảng tình dân, và nhạc sĩ Nguyễn Đình Thậm là một người sáng tác nhạc tôi cho là rất trữ tình, mang tính tự sự, đi vào lòng người một cách từ từ nhưng mà rất thuyết phục. Từng là một người lính, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thậm luôn coi những người làm báo là đồng nghiệp, là những người bạn có thể không cùng kề vai sát cánh nhưng thấu hiểu và luôn cùng nhau vì sự bình yên của cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân. Chính bởi lẽ đó, khi được nhà báo nhà thơ Thuận Hữu dành tặng bài thơ, gần như không có chút khó khăn nào, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thậm đã phổ ngay những nốt nhạc đầy cảm xúc cho phần ca từ sâu lắng, đầy mỹ cảm đó. Nhạc sĩ cũng đã vinh dự dành tặng ca khúc Trang báo nghĩa tình cho những người bạn của ông ở báo Nhân dân, trong dịp báo Nhân dân đón danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang năm 2010. Xin chào nhạc sĩ Nguyễn Đình Thậm, ông đã được nhiều người biết đến với ca khúc rất nổi tiếng viết về nghề báo, được phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ Thuận Hữu. Vậy thì ông có thể chia sẻ một chút là cơ duyên nào đã giúp ông tiếp xúc với bài thơ này ạ? Khi tôi nhận được cái bài thơ của anh Thuận Hữu anh tặng tôi á, thì tôi thấy trong bài thơ này rất là mộc mạc, nói về cái nghề phóng viên của nghề của mình và nghề làm báo của mình rất là thật lòng. Cho nên có vài những cái lời đó nó rất là phù hợp với âm nhạc, cho nên tôi đã phổ cái bài thơ này. Và cảm xúc nào đã đưa ông đến với những giai điệu nhẹ nhàng tình cảm tha thiết như vậy ạ? Tôi tự hào về nghề của tôi. Ơi nghề báo đầy nhọc nhằn vất vả, ngày dài đêm thâu trải lòng trên con chữ, luôn cảm thấy mình mắc nợ với thời gian. Tôi thấy cái câu mắc nợ với thời gian tôi thích quá, bởi vì thấy cái nghề nhà báo, thấy người ta đi đây đi đó tưởng đâu là đơn giản vậy, nhưng mà phải nói là luôn luôn không đủ thời gian để họ làm bài vở, để mà cho kịp những cái trang báo để đăng lên. Cho nên tôi cảm nhận được là cái sự vất vả của người là làm báo. Tôi chỉ có đổi một vài từ cho nó phù hợp với âm nhạc thôi, chứ trong bài thơ nó đã có nhạc rồi. Tôi rất là cảm động với câu thơ của nhà thơ Thuận Hữu là trang báo ấm nồng, nghĩa Đảng tình dân. Câu kết này thì tôi trở về lại với cái giọng thứ
trong cái bài hát như vậy. Vâng, và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng rất muốn được lắng nghe tiếng hát của ông, tiếng đàn guitar của ông khi ông thể hiện bài hát này ạ. Vâng, sẵn sàng ngay. Tôi tự hào với nghề của tôi, ơi nghề báo để nhọc nhằn vất vả, ngày dài đêm thâu trải lòng trên con chữ, luôn cảm thấy mình mắc nợ với thời gian. Tôi tự hào về đồng nghiệp anh em, cuộc đời phóng viên chân trời góc bể, thương bao bạn bè đêm đêm không ngủ để ngày mai trang báo đến tay người. Tôi tự hào về tờ báo chúng tôi, qua bao nhiêu năm dưới lá cờ của Đảng, bao máu xương mồ hôi và trí tuệ đã làm nên lịch sử oai hùng, đã viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc sánh bước cùng thời đại, thống nhất non sông vượt lên nghèo khó. Trang báo ấm nồng nghĩa đảng tình dân, trang báo ấm nồng nghĩa đảng tình dân. Tôi tự hào về tờ báo chúng tôi, qua bao nhiêu năm dưới lá cờ của Đảng, bao máu xương mồ hôi và trí tuệ đã làm nên lịch sử oai hùng, đã viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc sánh bước cùng thời đại, thống nhất non sông vượt lên nghèo khó. Trang báo ấm nồng nghĩa đảng tình dân, trang báo ấm nồng nghĩa đảng tình dân, trang báo ấm nồng nghĩa đảng tình dân. Với nhà báo Quang Hưng, phó trưởng ban Thời Nay, báo Nhân Dân, ca từ của ca khúc Trang báo nghĩa tình như lời tự sự, trải lòng đầy chân thật của những người làm báo về quá trình tác nghiệp với không ít những thử thách gian lao, nhưng trên tất cả là niềm vinh hạnh, tự hào của những người phóng viên, nhà báo đang làm việc, học tập và tu dưỡng dưới lá cờ của Đảng. Theo anh, phải là người làm báo lăn xả, hết mình với nghề mới có thể trải lòng mà gieo nên những vần thơ như thế. Giống như một cái lời trò chuyện, một cái lời tâm tình giữa những người đồng nghiệp. Cái đấy là cái mà tôi cảm thấy nó là cái đáng ghi nhận và cũng là cái nét đáng quý của cái bài thơ, bài hát này. Ca khúc này tôi cảm thấy trong thời gian qua và kể cả thời gian tới nữa cũng có thể sẽ trở thành một trong những dấu ấn để mà kết nối những người làm báo Nhân Dân, kết nối những cái người làm báo Đảng qua các thế hệ, để dòng chảy và cái truyền thống của báo Nhân Dân luôn luôn được giữ gìn, luôn luôn được sáng tạo và phát huy trong mỗi bối cảnh mới, trong mỗi thời kỳ mới. Với nghề của tôi, ơi nghề báo đầy nhọc nhằn vất vả, ngày dài đêm thâu trải lòng trên con chữ, luôn cảm thấy mình mắc nợ với thời gian. Tôi tự hào về đồng nghiệp anh em, cuộc đời phóng viên chân trời góc bể, thương bao bạn bè đêm đêm không ngủ để ngày mai trang báo đến tay người. Tôi tự hào về tờ báo chúng tôi, qua bao nhiêu năm dưới lá cờ của Đảng, bao máu xương mồ hôi và trí tuệ đã làm nên
lịch sử oai hùng, đã viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc sánh bước cùng thời đại, thống nhất non sông vượt lên nghèo khó. Trang báo âm nồng nghĩa đảng tình dân, trang báo âm nồng nghĩa đảng tình dân. Tôi tự hào với nghề của tôi, ơi nghề báo đầy nhọc nhằn vất vả, ngày dài đêm thâu trải lòng trên con chữ, luôn cảm thấy mình mắc nợ với thời gian. Tôi tự hào về đồng nghiệp anh em, cuộc đời phóng viên chân trời góc bể, thương bao bạn bè đêm đêm không ngủ để ngày mai trang báo đến tay người. Tôi tự hào về tờ báo chúng tôi, qua bao nhiêu năm dưới lá cờ của đảng, bao máu xương mồ hôi và trí tuệ đã làm nên lịch sử oai hùng, đã viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc sánh bước cùng thời đại, thống nhất non sông vượt lên nghèo khó. Trang báo âm nồng nghĩa đảng tình dân, trang báo âm nồng nghĩa đảng tình dân. Thưa quý vị và các bạn, trải qua 95 năm phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam luôn thể hiện là công cụ sắc bén của Đảng và Nhà nước trong công tác tuyên truyền, giáo dục toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đoàn kết, vượt qua khó khăn, đưa sự nghiệp cách mạng nước ta giành những thắng lợi. Đội ngũ nhà báo luôn trung thành với mục đích và lý tưởng của Đảng, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chương trình Thanh âm còn mãi kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Trang sử hào hùng của dân tộc sánh bước cùng thời đại, thống nhất non sông vượt lên nghèo khó. Trang báo âm nồng nghĩa đảng tình dân, trang báo âm nồng nghĩa đảng.